du thuyền này có cả một đầu bếp đẳng cấp thế giới mà mấy ông này vẫn muốn ăn pizza thôi là sao? Cho nên tôi đã chuẩn bị một bất ngờ nhỏ nhỏ. Mấy ông biết chúng ta đang đứng trên cái gì không? Chiếc thuyền. Bệnh viện đúng không? Chữ H. Chiếc thuyền. Sân đáp trực thăng. Và Uber hiện tại đã có dịch vụ giao hàng bằng trực thăng luôn. Này xạo chắc luôn. Ôi thiệt mà. Có trực thăng tới thiệt cả. Pizza. Tôi không tin nó là đặt được thiệt luôn á. Pizza. Họ tới đây đi giao pizza thôi á.